Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 2021 thì cô sẽ livestream ở kênh LNB TV. Anh em nào có muốn xem livestream thì anh em nhớ đăng ký kênh LNB TV ở cái link này nha anh em. 15:30 các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy mình sẽ livestream game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile để đi tầm ma ảo cảnh. Và 20:30 từ thứ hai đến thứ bảy mình sẽ livestream game Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile. Nhớ đăng ký kênh LNB TV. Khi mà mình có livestream thì anh em sẽ nhận được thông báo liền nha. Yo. Từ từ nha. Câu nha. Viên mạng là câu nha. Đừng giết lẹ nữa nha. Ôi, cái con Vân Nhi níu xìu rồi nha. Đụng nhẹ nó chết à. Dễ mà mấy cái vậy. Ôi coi chừng nha. Nó có thiên dương nha. Nga mi đừng môn. Để coi, đừng môn của cung á. Bắt đừng môn. Lọn nó cái, lọn đừng môn cái. Anh cứ bắt Nga mi đi bà Thiển ơi. Em xử đừng môn cho. Viên thiên dương luôn. Ôi ơi coi chừng nha, coi chừng đừng môn phạt à. Rồi xong rồi đừng môn nè, bẻ lửa thôi trò Bạch Thiển nha, yếu đuối quá giờ. Ờ ơi bị thằng đó giữ em xem giết chết luôn. Có loạn không, loạn nữa cái anh không kết thúc được nó luôn, đúng gà luôn Bạch Thiển. Bình thường gặp em là một hit chết mà. Bạch Thiển yếu quá, quá yếu, dạo này bị lục ngày rồi. Em kia thằng đồng môn cho. Em kia đồng môn cho. Sang 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 bắp lọn thôi nha. Bắp lọn này nha, từ từ nha, từ từ nha. Bắp lọn này nha, bắp lọn này nha. Đi kế ngày đồng môn, bắp lọn. Đó 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 đó. Quật lên anh ơi. Coi chừng, coi chừng, coi chừng, coi chừng, coi chừng. Đồng môn nó quật lại á, coi chừng. Coi chừng đồng môn quật nha. Tặng tặng ra sang ơi, tặng tặng ra. Ờ xong rồi. Sao mình cháu với ta. Tròn. Rồi đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Em bơm 20 bình máu lận. Cứ canh ông sang ông búp lọn cái.
Ừ, mày chịu thôi chứ sao vậy? Gắn bơm máu cho xem. Để giữ coi nó chạy được không. Đừng chơi gì nha, để em giữ coi chạy được không. Không chạy được luôn. Em đánh thường thôi nha, em chưa chơi chiều á. Chơi chiều là chết á. Dạ bơm máu vô nè. Giang Phi Long và Phi Ân. Nguyên và Lâm Giang hết. Ui, nằm xuống. Ờ, chịu mấy. Coi chừng nha, coi chừng nha. Đường môn cuối cùng. Bắt được đường môn. Ơi, nó giải được rồi. Chạy chạy, tản ra, tản ra, tản ra. Loạn đi sang, loạn đi sang. Cẩn thận, cẩn thận. Coi chừng đường môn. Bơm máu vô, bà Thiển ơi. Nó giải nữa nha. Sao tim chạy hết trơn. Rồi xong chạy 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 coi chừng nó pha, chạy 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 chạy. Sang sang giết thằng Gió Đan rồi, Gió Đan loạn loạn nó bắt loạn đó. Rồi chạy đi Sang, chạy đi, từ từ từ. Bơm máu vô Bạch Thiện vô mâm vô. Từ từ nha, chưa có loạn. Choáng thằng Gió Đan á. Coi chừng nó pha, tản ra. Rồi dột chết Gió Đan cũng được. Coi chừng Bạch Thiển, coi chừng. Cẩn thận, tản ra, tản ra. Ê, chạy cái Sang, chạy chạy chạy. Bơm máu vô. Ăn hai đó, ăn hai đó, từ từ nha. Từ từ chạy ra, chạy ra, chạy ra, chạy ra. Chưa chưa, nó dậy không chơi rồi. Rồi hết không chơi đó. Có bắt loạn không? Linh ngựa chạy bắt loạn nó luôn. Coi chừng Bạch Thiển, Bạch Thiển, Bạch Thiển, bơm máu vô, bơm máu nhiều vô Bạch Thiển, bơm máu nhiều vô. Chạy khinh công, khinh công, khinh công cái kiểu. Đừng để chết, đừng để chết. Dí theo xung Sang rồi. Có loạn không? Có loạn không? Loạn cái. Từ 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 dồn đó, coi chừng nha, nó sốc đam lại đó. Bơm máu vô, bơm máu vô. Để em câu cái chiêu giải khống chế con kia cái. Ừ, từ từ để em câu cái chiêu giải khống chế nó cái. Coi chừng, coi chừng, coi chừng. Em không có cái chuông khó chơi lắm. Bắt Gió Đan nè, dồn vô luôn, đặt hạ lửa Sang, hạ lửa, hạ lửa. Từ từ nha, từ từ nha, đang ba đều á. Bạch Thiển chết rồi. Canh loạn cái thằng đường môn á, thả lửa nó. Chừng nào có chiêu hơi loạn đó, đừng có chạy vô bơm. Bắt loạn nó chứ. Thả lửa, thả lửa, thả lửa, giết liền luôn. Chơi chiêu ba. Chơi chiêu ba liền luôn, đừng chơi đánh thường. Chạy đi, cứ chạy đi. Lộn rồi, chơi chiêu 2, chơi chiêu 3 luôn, đừng đánh thường. Lộn, 2, 3. Rồi, chạy luôn, chạy luôn, hay, hay, hay. Gắn chạy nha. Rồi mà, có combo chơi lại này, y chang nhân đó luôn. Cứ lên ngựa, đừng có xuống ngựa. Lộn đó, nó hết chiêu rồi. Rồi, ok, hay. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, 2021 thì cô sẽ livestream ở kênh LNB TV. Anh em nào có muốn xem livestream thì anh em nhớ đăng ký kênh LNB TV ở cái link này nha anh em. 15:30 các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 mình sẽ livestream game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile để đi tầm ma ảo cảnh. Và 20:30 từ thứ 2 đến thứ 7 mình sẽ livestream game Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile. Nhớ đăng ký kênh LNB TV, khi mà mình có livestream thì anh em sẽ nhận được thông báo liền nha. Đúng rồi, cái đó mình phải thấy rồi. Ôi gặp bướm luôn, phải rồi. Ba đao. Chạy đi để tăng tăng ba đao cho. Cái một lướt hụt rồi.
có máu không lên. Dưới ba đào chứ nó chạy dưới bướm trước nè. Rồi bạch thiện bị giữ ấy. Thả lửa chạy nó từ từ bướm châu nhảy khinh công không được, khó chịu vãi, kiểu như nó chậm 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 sao. Atula hàng đồ môn luôn nha, cẩn thận nha. Thả lửa. Cẩn thận. Bạch Thiện chạy ra, chạy bơm máu đi Bạch Thiện. Hết chiêu, lên ngựa chạy hết. Từ từ. Lên ngựa chạy hết. Nó bơm nhiều lắm, nó xung quanh bơm hết trơn á. Sao có chiêu chưa? Từ từ nha, em nhào vô trước cái. Cẩn thận, em phá bơm rồi đó. Từ từ nha, nó chơi chiêu kìa. Rồi giết một thằng rồi, từ từ. Để chạy ra ngoài cái. Bạch Thiện có chừng. Một coi chừng thằng Atula thôi. Từ từ nha, chạy sức nha. Từ từ nha. Từ từ nha, coi chừng. Hay. Có loạn đó cái. Từ từ, rồi, vô. Bạch Thiện vô sau nha, từ nha Bạch Thiện. Để em câu cái chiêu của Atula cái. Rồi anh hãy chạy vô, đứng xa xa nha. Bắt được ba thằng, thả lửa. Chơi chiêu ba, rồi xong rồi. Vô luôn. Ba thằng chết. Ngon quá. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.